Liên đoàn Lao động huyện Chợ Lách vừa tổ chức lễ kết nạp đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ du lịch Bảo Khôi tại ấp An Hòa, xã Long Thới. Tại buổi lễ, Liên đoàn Lao động huyện Chợ Lách đã thông qua các quyết định liên quan đến việc chấp hành công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ du lịch Bảo Khôi. Theo đó, công đoàn cơ sở công ty được thành lập từ ngày 28 tháng 7 năm 2023, trực thuộc Liên đoàn Lao động huyện, kết nạp 10 công nhân lao động vào tổ chức công đoàn Việt Nam, chỉ định ban chấp hành lâm thời công đoàn cơ sở gồm 3 ủy viên và chỉ định chức danh chủ tịch công đoàn cơ sở. Lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện đề nghị sau khi được thành lập, ban chấp hành công đoàn cơ sở phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ủy viên, tổ chức sinh hoạt định kỳ, tiếp tục tuyên truyền vận động phát triển đoàn viên mới, xây dựng mối đoàn kết nội bộ, thường xuyên nắm bắt tâm tư nguyện vọng đoàn viên, động viên khích lệ người lao động nỗ lực trong công việc, phát huy vai trò cầu nối giữa người lao động và chủ doanh nghiệp, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của đoàn viên người lao động. Từ đó, có những đóng góp tích cực xây dựng công đoàn cơ sở và công ty ngày một phát triển.